xin chào những người bạn vui vẻ của chương trình Độc Lạ Bình Dương. Kính thưa các bạn, Phú đang đứng ở cầu Phú Long. Cầu Phú Long là nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương. Hôm nay Phú tới đây vì có nghe thông tin là người phụ nữ này đang sở hữu 4 khúc cây mà hô tới đâu gần 38 tỷ lận. Chị có thể giới thiệu tên mình với khán giả Độc Lạ Bình Dương được không? Dạ, em xin chào kênh Độc Lạ Bình Dương. Em là Thanh Thúy, đang làm việc tại Tập đoàn Như Ý Việt Nam. Thì hôm nay em cũng xin cảm ơn anh Phú và kênh Độc Lạ Bình Dương đã đến với Tập đoàn Như Ý Việt Nam chúng em. Dạ. Thì hôm nay em cũng xin giới thiệu với anh Phú với mọi người là em có 4 ông thần gỗ, kêu hoài gọi là vị thần gỗ chứ không có gọi là bi gỗ nữa nha mọi người. Vậy để em nhắc lời tí. Vậy xin lỗi các bạn nha, để mình vô. Là Phú hồi nãy dùng cái từ khúc cây nhưng mà chị là dùng cái từ là thần gỗ. Bây giờ mình đi thăm 4 ông thần gỗ nha, coi thử ông trị giá như thế nào. Mà chị có phải là chủ của 4 thằng gỗ này không? Đúng rồi em, chị đang sở hữu là muốn giao duyên đến với khách hàng là chị là chủ của 4 vị thằng gỗ ở đây. Dạ. Đây các bạn, đây là thằng gỗ đây các bạn. Qua là dữ luôn. Không biết là khán giả đang theo dõi livestream này thì xưa giờ các bạn đã từng thấy những có cây mà có đường kính to như vậy không? Bây giờ để coi thử nó to cỡ nào nha các bạn. Mình sẽ đo. Rồi mình sẽ bắt đầu đo này. Đâu chị cầm cái thước đi. Đó. Bây giờ Phú giữ một đầu, chị giữ một đầu nha. Coi thử nó bao nhiêu. Đây các bạn. Đây là đây. Bao nhiêu chị đọc lên. 3 mét gần 39 nha. Đúng gần 39. 39 là đo là chưa tốt. Rồi. Cái đây là mình đang nhìn cái đường kính nha các bạn. Đường kính của nó tới 3.9 lận. Xưa giờ các bạn hãy cho Phú biết đi, trả lời xem cái livestream này, trả lời giùm Phú là xưa giờ các bạn đã từng thấy một cái cây nào ở Việt Nam mình á, cái gỗ nào mà đường kính tới 3.9 không các bạn? 3.9 mét á là mình nghĩ là mình xẻ ra là nó chắc là một cái tấm phản khổng lồ luôn. Bây giờ mình sẽ đi bao quát để cho các bạn xem những cái khúc còn lại nha. Đây là nu ạ. Đây là gọi là vị thần gỗ nu nha. Vị thần gỗ nu. Đúng rồi. Rồi bây giờ em hỏi thăm chị nha. Dạ. Là bốn cái ông thần gỗ này là chất liệu là từ gỗ gì? Cẩm đỏ. Cẩm đỏ hả? Đúng rồi. Cẩm đỏ em cho em không rành lắm, cẩm đỏ nghe nói là chắc là nó cũng chất lượng lắm hả? Đúng rồi, nó cũng chất lượng đó em, chất lượng rất là. Nói chung là cái cẩm đỏ thì nó theo cái chất lượng của cẩm đỏ, còn gõ đỏ là nó theo chất lượng của gõ đỏ, nhưng mà cẩm đỏ cái vân nó rất là đẹp và dạ, cái thịt của nó rất là chắc. Dạ. Để các bạn hình dung thêm lần nữa là Phú đứng đây nha. Phú giơ tay nè, các bạn thấy không? To cỡ này nè. Trời ơi, xưa giờ mình chưa thấy cái khúc gỗ nào mà nó to bự như thế này. Chị nói là cẩm đỏ nha. Còn Phú không biết là phải là cẩm đỏ không? Phú nghĩ là nếu mà ai mà có tiền mua thì người ta phải tới đây người ta kiểm nghiệm, người ta lấy một ít gỗ ha, người ta đi gửi đi kiểm nghiệm nó phải đúng như là cẩm đỏ như lời chị nói không ha? Bởi vì để sở hữu cái này thì phải chi ra cả khối tài sản quá lớn. Phú không có đủ tiền mà mua một khúc nữa, nói gì là 4 khúc. Đó, bây giờ mình đi coi mấy khúc còn lại nha. Này các bạn. Đó. Nhìn cái góc này các bạn thấy nhìn vô đây giống như là một cái hang động vậy á, nhưng mà nó được tạo ra từ ba ông thần gỗ. Đó các bạn, ba ông thần gỗ mà xếp với nhau hình chữ U thì nó ra cái bối cảnh như thế này các bạn. Đây, cái vị thần gỗ này có cái hoa văn rất là đẹp nha Phú nha, nhìn như cánh mai nè. Cũng là đem lại cái sự may mắn cho gia đình mình đó. Dạ. Đó là cái biểu tượng nè. Đây để cho các bạn hình dung nếu mà các bạn mà sở hữu được những ông thần gỗ này thì về sẽ làm được ra những cái tác phẩm như thế nào thì qua đây các bạn coi. Nếu mà người ta bỏ ra 37-38 tỷ là người ta sẽ mua 4 thần gỗ về sẽ là làm phản như vậy hả chị? Đúng rồi em. Mà cái đường kính này là không phải là những vị thần gỗ lớn như thế này đâu. Đường kính này là chỉ có 2 mét mấy thôi nha. Cái đây là xảy ra từ cái thân cây 2 mét mấy thôi. Đúng rồi, cái đường kính 2 mét mấy thôi. Mà hồi nãy các bạn coi cái ông thần gỗ kia là tới gần 4 mét là các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Coi cái vân này các bạn. Cái vân gỗ. Vân đẹp ha. Hay cái vân nguyên gốc của nó hay là mình sơn lên vậy? Không, em vân của gỗ đó, của gỗ cẩm đó. Vân gỗ cẩm nó là vậy, nó nổi lên vậy. Thịt rất là chắc. Dạ.
Thật là không biết, rất là khó hình dung, không biết là nguồn gốc của những cái cây khổng lồ như thế này là từ đâu mà chị có. Bây giờ chị cũng muốn giới thiệu thêm thì chị mời ông xã giới thiệu thêm cho bên Phú nha. Rồi rồi, ông xã. Ông xã của chị đây ạ. Dạ, giờ mình ra ngoài đây tí cho nó sáng nha. Đúng rồi. Ôi, hai vợ chồng nhìn đẹp đôi quá ha. Đây ông xã chị ạ. Đây. Ông xã phải không? Cho gắn cái mic cho ông xã này. Rồi ông xã chia sẻ ở đâu mà hai vợ chồng mình sở hữu bốn ông thần to tướng vậy? Bốn ông thần này á là trước mình cũng có người bạn á làm ở ngoài cảng á giới thiệu mình là ở bên Nam Phi á là có bốn ông thần gỗ lớn nhất Việt Nam đó. Mình muốn là muốn hàng độc lạ, mình mới nhờ cái anh bạn của mình giới thiệu mình đó để cô dẫn mình qua đó xem bốn ông bi này, mới chuyển về bên chỗ bên đây để mua về. Trong quá trình vận chuyển về ở đây á gần 5 năm, mình cọc tiền trước gần 5 năm mới về tới ở Việt Nam mình. Lúc đó về, lúc mà chuyển về là về đường tàu. Tại sao là mình đưa từ rừng ra ra chỗ bến cảng là mất 5 năm à? Không, cái từ ở trong rừng ra là nó mất gần 10 năm mới ra được cái bi này. Tại đưa trong rừng ra. Nó mà từ bên đó mình đã cọc trước 4 năm mới gì 1 năm xa tới 5 năm thứ năm mới chuyển về tới đây được. Đưa cho anh Trung quay góc đó cho các bạn thấy hình dung lại cái độ vĩ đại của nó đây, qua đây anh. Tức là anh nói á, để đưa được bốn ông thần này á từ rừng ra là phải mất 10 năm vận chuyển đó, mà em nghĩ là để là gọi là hợp pháp á là cây là đâu phải là cây sống đúng không? Cây sống mới hạ, quá trình lâu nhất là hạ trong đó, hạ xuống mà để trong đó chứ nó rụng lá hết mình mới cắt cành đó, cắt cành xong mới cho xe vận chuyển về mới thời gian mới lâu đó, là cây nó còn nguyên sống, cây nguyên thủy luôn. Ủa nhưng mà bên đó người ta là cho hạ cây sống à? Có. Lúc trước là cho hạ cây sống, sau này bây giờ nữa không ấy, hồi trước là hạ cây sống á. Là rất là còn rừng, rất là rừng á. Tức là bi này rất là lâu. Tức là cái này cái tuổi đời nó gần cả ngàn năm rồi. 1000 năm? Đúng rồi. Trời theo ơi. Theo như anh biết là chuyên gia là đo theo bi hoành gỗ á. Chuyên gia nói là cái này là tuổi đời gần cả ngàn năm. Nó có cái bi này. Là hai vợ chồng anh chị là đưa bốn thằng này là về đây nằm nghỉ ngơi là bao nhiêu năm rồi? Anh đưa về đây nằm nghỉ ngơi là 3 năm. 3 năm? 3 năm. Rồi anh qua đây cho khán giả thấy. Dạ. Về đây nằm nghỉ ngơi 3 năm rồi, 3 nhưng năm. Mà xưa giờ có ai có ý muốn sở hữu chưa? Có trước là có anh ở bên tập đoàn Thịnh Phát á. Anh có qua anh coi và anh cọc anh hết là 5 tỷ. Cái gì? Là cọc 5 tỷ rồi? 5 tỷ. Rồi sao chưa lấy? Sau thời gian dịch đó, sau thời gian dịch rồi sau ông qua dịch thì tới giờ không thấy ảnh tới nữa, chắc ông nghĩ ảnh bỏ cọc hay là sao anh cũng không biết, anh cũng không liên lạc nữa. Trời ơi, cọc 5 tỷ rồi mà dám bỏ cọc. Nói chung em lên đây thì thấy một cái những cái khúc gỗ nó lạ quá, em muốn lên giới thiệu cho khán giả của Độc Lạ Bình Dương biết, bởi vì bên em là chuyên sưu tầm những thứ độc lạ. Còn có chuyện buôn bán như thế nào đó thì anh chị cứ tự kết nối ha. Rồi anh có thể là với như là một khán giả hoặc ai đó đại gia nào xem kênh Độc Lạ Bình Dương mà muốn tìm hiểu về mấy cái khúc này thì có thể cách nào liên lạc với bên mình? Đây anh có số điện thoại. Anh cứ đọc luôn đi. Số điện thoại anh là 0979 987 927. Dạ. Và một số nữa là 0943 044 006. Dạ. Anh Việt. Dạ. Phú thì chỉ là khám phá những điều thú vị thôi và giới thiệu cho cộng đồng thôi, chứ Phú không có tham gia gì vô mấy vụ mua bán này các bạn ha. Cũng không có hưởng hoa hồng gì hết á. Phú chỉ thấy lạ, Phú giới thiệu thôi. Hy vọng các bạn xem đây như một câu chuyện lạ ha, trong cuộc sống ha. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hy vọng anh chị làm ăn ngày càng phát đạt. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.